điểm 2 năm về trước thì sức của em không được tốt. Hôm đó em đang bị bệnh và bác sĩ còn nói em phải nghỉ bóng đá. Đợt đấy em bị bệnh phổi và khá là nặng, bác sĩ bảo là còn để lâu một thời gian có thể thành bị lao, 3 đến 4 tháng để điều trị. Thì nó lại vào đúng cái đợt SEA Games nên là em cũng đã trao đổi với bác sĩ để tìm một cái phương án nào nó thuận lợi được cả hai. Thì bác sĩ có nói là bắt buộc là phải uống thuốc, còn đâu tập luyện thì chắc chắn là sẽ không thể nào mà được 100% được. Thì lúc đấy là em tiêm kháng sinh liều cao, rất là nhiều loại thuốc để có thể mà chơi giải SEA Games, mà đối với em đấy là SEA Games cuối cùng. Thì ở đấy ban luyện câu lạc bộ này, mọi người đều khuyên em là có thể bỏ đi mà chữa, tại vì đường SEA Games còn dài. Thì lúc đấy em cũng nói với cả huấn luyện viên rằng em đảm bảo là em có thể làm tốt được. Thì em cũng thuyết phục được, trong tập luyện em cũng cố gắng để thuyết phục được em có thể bắt chỉ. Thì đến cái thời điểm sang bên đấy rồi, em gặp thêm một cái chấn thương xương cổ tay nữa, mà đến bây giờ nó thành mãn tính. Lúc đấy em chỉ có 65 cân thôi, cũng phải cố gắng băng bó để có thể chơi được năm đấy. Không chỉ những người hâm mộ kỳ vọng mà ngay cả chúng em rất kỳ vọng. Chúng em cũng muốn đạt được tấm huy chương vàng SEA Games và cũng muốn đền đáp lại những cái sự khát khao bao năm của người hâm mộ. Thì bọn em cố gắng, và bản thân em thì em rất muốn có thể tham dự SEA Games cuối cùng của em. Và em muốn dành một gì đó, cái gì đó cao quý trong cái sự nghiệp của em. Đến cái thời điểm trận Thái Lan đó thì em đang không tốt rồi. Thì vào trong trận đấu em bị sai lầm một quả. Lúc đấy em theo cái quan sát và đánh giá của em thì em nghĩ đấy là một đợt tình huống mà Tuấn Anh chích bóng để phá bóng thôi. Thì bình thường thì theo em nghĩ thì phá bóng về thì vẫn được bắt, nhưng mà trọng tài lại nhận định quả đó là chuyền về thì sẽ bị phạt gián tiếp. Thực sự là cái tình huống đấy là lần đầu tiên em gặp phải. Tình huống phạt gián tiếp trong vòng cấm là lần đầu tiên em gặp phải và em làm không được tốt. Tại vì khi mà về rồi, khi mà xong hết rồi thì thầy mới chia sẻ về những cái tình huống như thế, thì mình lẽ ra mình phải làm một phương án khác chứ không phải phương án như thế. Nhưng mà trong cái tình huống như vậy nó xảy ra quá là nhanh thì em đã không chỉ đạo anh em làm tốt tình huống đấy. Phương án khác là em sẽ đứng lên làm rào luôn, chứ không phải em đứng sau rào nữa mà em đứng lên làm rào luôn, em đứng ở giữa rào luôn. Người nào theo dõi em nhiều và từ lâu thì biết em những cái quả đấy là em thường xuyên em ra rất là nhiều thì hướng ra ngoài vòng cấm như vậy. Và đến cái hôm đấy thì một sự phán đoán sai lầm của em băng ra tình huống đấy thôi, chứ còn trong đầu em nghĩ quả đấy em có thể phá được, em ra em phá. Lúc đấy mình giật mình và mình quay lại, nhưng trong trận không kịp suy nghĩ gì nhiều hơn. Lúc đấy thì cả đấy em khá là suy sụp, anh em đoàn đồng đội theo em nghĩ thì cũng như vậy và rất là áp lực.
sau đó em về Việt Nam em mới biết là mẹ em lại phỏng vấn xin lỗi người hâm mộ. Và thứ đó đều em rất là không muốn, tại vì người làm sai là em, người xin lỗi là em. Em cảm thấy nếu mà em xin lỗi những người nào tin tưởng em, những người nào đồng hành bên em, những người nào luôn luôn đặt kỳ vọng vào em. Tại vì em cũng không phải là em không cố hết sức, em cố hết sức đấu tranh tất cả mọi thứ để có thể chơi được trong SEA Games năm đấy. Bởi vì không mong muốn, em xin lỗi mọi người, chứ không phải mẹ em xin lỗi. Điều đó về em là một điều em rất là giận. Tất cả mọi người hâm mộ, em không bao giờ trách ai cả. Tại vì nếu mà em mà là hoàn cảnh của người hâm mộ, em kỳ vọng vào giải đó, thì em có lẽ em cũng sẽ mắng, sẽ chửi. Nhưng mà cái em không muốn nhất, em thấy ấm ức nhất đây đó là nhiều người không hiểu. Tại vì sau đó, sau một thời gian lâu sau đó, em có tình cờ đọc được bài báo là Phí Minh Long bán độ, không có dấu hỏi chấm đằng sau. Người viết báo như thế, và khi mà người đọc, nhiều người không biết cái dấu hỏi chấm đấy ý gì. Và cũng có nhiều người, đa số người ta không đọc cái số hỏi chấm đấy, người ta đọc là Phí Minh Long bán độ. Và thực sự em rất là buồn, bởi vì mình nghĩ lại, mình cố gắng, mình hy sinh, mình hy sinh sức khỏe, chấn thương đến bây giờ vẫn còn thành tập luôn mà mình nhận lại được cái gì? Nhận lại người ta nói em bán độ hay là gì đấy, mình thấy rất là không vui, và mình thấy cảm thấy rất là không xứng đáng với những người mình bỏ ra. Mặc dù mình sai thật, nhưng mà có thể mọi người chỉ trích em, có thể mọi người mắng em, nhưng mà nói với em bán độ thì em thực sự rất là buồn. Tại vì đời cầu thủ ghét nhất là cái từ bán độ. Trong tâm em không bao giờ em nghĩ em sẽ bán độ, và em sẽ không bao giờ em bán độ. Đó là cái tự trọng nghề nghiệp của em. Em rất muốn một lần để lên nói là em không bán độ, nhưng mà em đến sau đó thì em nghĩ là những người hiểu mình thì mình không cần giải thích. Những người mình muốn giải thích mà người ta không hiểu thì người ta giải thích mãi không được, không giải thích cho trăm triệu người hay mấy trăm triệu người được. Nếu mà có thể em muốn là bố mẹ em, mọi người thân của em đều không biết chuyện đấy xảy ra. Với em thì có lẽ một ngày nào được nghỉ nào đó mà em thức dậy không phải ở Hà Nội, tại vì em ở Hà Nội này rất là nhiều rồi, và em muốn ngày nghỉ đấy em có thể là đi chơi, đi du lịch ở đâu đó, và sáng thức dậy có thể ngắm một bầu trời ở một cái địa điểm khác. Người đối với em muốn đồng hành đó là mẹ em, tại vì cái này em chỉ có thể là ước mơ thôi, tại vì mẹ em là người để mà chi một khoản tiền ra đối với mẹ em, thì lớn để mà đi chơi thì mẹ em không đành lòng. Người quan trọng nhất trong cuộc sống của em thì là bố em. Bố em thì là người đóng góp rất to lớn cho em đi cái sự nghiệp này. Em thuyết phục bố em trước, xong rồi bố em thuyết phục mẹ em. Nên là tất cả mọi thứ bố em đều gắn bó với em. Những lúc từ Liêm, ở huyện Từ Liêm hay là lên tập trên đội thành phố bên Gia Lâm, thì bố em luôn là người đưa em đi, đưa em về. Tất cả những giải đấu bố em đều đồng hành cùng em. Đến năm em lên 17 tuổi thì bố em mất. Thì lúc đó là lúc khoảng thời gian mà em cảm thấy tiếc nuối nhất, tại vì suốt 7 năm bố em đã đồng hành cùng em như vậy, hy sinh rất nhiều vì em, thì đến cái lúc mà em bắt đầu làm được, 17 tuổi em bắt đầu lên đội tuyển U19 quốc gia ở Gia Lai, thì bố em đã mất đi, em không có cơ hội để mà báo đáp được cho bố em. Bố em thì là một người rất là, đối với em, bố em rất là hoàn hảo. Tất cả mọi người đều đánh giá bố em là hoàn hảo. Bạn bè bố nói với em, có một người bố rất là tuyệt vời. Thì bố em là người mà động viên em những lúc khó khăn, dạy em không bao giờ từ bỏ. Những lúc đấy thì bố em luôn dặn em là mình là đàn ông, mình quyết định cái gì thì mình phải làm cho bằng được, không bao giờ được quay đầu lại hay là từ bỏ. Từ lúc đi bóng đá bố em đã nói với em rồi, nếu mà con quyết định đi, bố sẽ ủng hộ con. Nhưng mà sau này, khi mà con vấp ngã, con phải tự chịu trách nhiệm về hành động của con hôm nay.
Trước lúc bố mất, bố cũng dặn em rồi là em, con sau này sẽ là trụ cột của gia đình. Con phải bảo vệ mẹ, phải giúp đỡ mẹ, giúp đỡ anh trai. Tại vì bố em, lúc này bố em nghĩ em là người mà có thể nhất là trụ cột của gia đình. Cho nên là đến bây giờ em luôn luôn cố gắng, không bao giờ có thể từ bỏ. Tại vì sau lưng em còn mẹ, còn anh trai, còn gia đình, người thân, tất cả những người em cần bảo vệ. Thực ra thì lúc nào em cũng nghĩ đến bố ấy. Tất cả mọi thứ, trước trận đấu, trước giải đấu, tất cả mọi thứ, em đều nghĩ rằng bố em luôn luôn theo dõi em, kiểm ký hợp đồng. Em nghĩ bố em rất là vui, tại vì em bắt có cái hợp đồng đầu tiên và em có cái khoản tài chính để có thể giúp được cho gia đình. Có lẽ sẽ không thể nữa, nhưng mà em chỉ muốn nói rằng em cảm ơn bố rất là nhiều. Không có bố thì không có em ngày hôm nay. Và em cũng xin lỗi bố, tại vì con không thể trở thành xéo hơn một tí nữa để có thể có phần trả ơn để đáp được